Rồi chúng ta thử một bài nhé. Đây. Bài này làm như nào? Nhập một chuỗi bất kỳ, liệt kê xem mỗi ký tự ở trong chuỗi đấy xuất hiện mấy lần ở trong chuỗi. Làm được không? Mấy lần? Làm cách làm sẽ như nào? Quyền. Và làm nào? Chưa làm gì? Dũng làm rồi. Vậy làm nào? Hả? À? Ai làm bài này rồi? Bài này cực kỳ dễ. Thế luôn. Cái bài này nhá, thì chúng ta sẽ chạy một vòng lặp qua tất cả đây nhá. Chúng ta sẽ làm logic tôi giải thích trên bảng nhá. Chúng ta sẽ làm theo hướng như này. Ví dụ tôi có một chuỗi ký tự là A, B, C, A, X, Y, Z, K, L, M, B. Tôi nhập thừa đó, tôi chả biết nó là ký tự như nào, tôi nhập vào đó. Tôi muốn kiểm tra xem các ký tự của tôi xuất hiện mấy lần ở trong này, đúng không? Làm nào? Đây, ví dụ cái đây là ARR1 nhé, à đây là cái STR1 đúng không? Chọn cái này. Sau đấy chúng ta sẽ làm gì? Cách dễ nhất là dùng một vòng lặp for quét qua tất cả các phần tử này. Thấy chưa? Quét qua tất cả phần tử này. For này. Đầu tiên nếu quét qua phần tử A đúng không? Quét qua phần tử A, kiểm tra xem. Kiểm thì quét cái phần tử A này làm sao để biết được cái A này có ở trong cái xuất hiện trong cái bảng bao nhiêu lần. Đáng nhỉ? Đáng nhỉ? Hả? Sao khổ thế? Sao mày khổ thế? Cực dễ, giống bài 1. Bài 1 trước rồi. Đây, bài 1 cũng dùng một for nhỉ? Tôi đang nhầm với BP. Bài 1 thì ở đây. Thế vậy chúng ta làm tiếp như này. Làm như này nhá. Đầu tiên tôi có một vòng for 1. Một vòng for này. Chạy từ Y cho đến str1 chấm len đúng không? À đâu? Chạy từ str1 chấm len. Đến 0. Dạ, chạy ngược. Ngược về. Xong chưa? Bây giờ tôi làm gì? Tôi sẽ có như sau. Thực hiện, tôi sẽ thực hiện. Ví dụ, đây là một cái result này. Còn một kiểu lôi dấu. Dạ. Đầu tiên tôi gán luôn. Tôi sẽ gán luôn cái thằng B này vào trong cái result này. Chạy lần đầu tiên thì gặp B, tôi kiểm tra B đang có tồn tại trong cái result này chưa. Nếu mà chưa có thì tôi gán luôn cái B vào trong này, có B đúng không? B này. Xong. Đây là một phần tử đầu tiên. Được chưa? Sau đó sao? Tôi làm một vòng lặp. Con nằm ở trong. Vòng lặp con chạy ngược từ thằng này về. Lại chạy y hệt như này, str1 chấm len về không, đúng không? Tôi ít kiểm tra xem là cái result ở vị trí số 0, ở vị trí thứ y, rồi cái s ở đây này, ở vị trí thứ y này, ở đâu? Ở đâu? Chúng ta có cái str1 ở vị trí thứ y này. Đây là ở vị trí thứ y. Nó bằng với cái vòng lặp số 2 này. Tôi có là đây là z nhá, đây là vòng lặp này, vòng lặp y này. Vòng lặp này, vòng lặp z này, đúng không? Thì f result ở cái f a str ở vị trí thứ y mà bằng với cái str ở vị trí thứ z. Tôi làm như nào? Thứ nhất, tôi sẽ có một cái thứ hai là cạnh đến cao array ARR cũng bằng phần tử như này, tương đương với cái việc là
Từ từ đấy nha, để tôi coi. Đây đây, có cách khác nào hơn. Array 1 này thuộc dạng làm này. Đấy nha, có biến array 1 y này. Cái ok, để tôi code nhá. Code cho nó rõ nghĩa chứ không thì chúng ta không xác định được. Thử nhá. Chúng ta có một cái input này. Time bằng take này. Có ID là bằng target này. Được chưa? Value tôi cứ để mặc định ở đây là ABC DEF X Y Z A C D P O Q U gì đấy, nhập bừa vào. Được chưa? Sau đó tôi có một cái button. Time bằng button. Sau đó chúng ta có on click bằng check display là check. Và chúng ta ở phía dưới này chúng ta có một cái script. Sau này chúng ta có một cái function là check display đóng bằng ngoặc như này. Rồi, bây giờ đầu tiên chúng ta phải lấy được cái giá trị ở trong input này ra, đúng không? Thì có cái var str bằng document.get element by id bằng cái target.value. Chưa? Xong. Bây giờ tôi tạo thêm. Mà cũng chẳng cần phải tạo gì. Ơ sao nhỉ? Tôi tạo thêm một cái var result bằng một cái array nữa. Máy mình nó cứ giật giật. Xong, var result. Chúng ta có một vòng lặp for. str.len trừ 1. Xong chưa? Thì tôi sẽ có cái và object.name bằng object.name bằng str ở vị trí thứ y này. Tiếp theo và object bằng name. Phải cao 2.0. Cái này là object nhá. Kiểu này là kiểu đối tượng. Ở trong JavaScript thì chúng ta cái đối tượng này chúng ta có name và cao thôi. Đấy chứ nhỉ. Sau đó chúng ta sẽ có cái for ngược lại, yeah. Ngược lại của str.len trừ trừ, đây là for của tôi là vòng for gì? Gì? Vòng for gì này, yeah. Sau đó tôi sẽ có là if obj.name bằng với cái str ở vị trí thứ gì thì tôi sẽ có là có gì, đầu tiên là cái obj chấm cao sẽ được cộng cộng lên đúng không, cộng thêm một lần. Sau đó tôi sẽ có gì, có gì nhỉ, str nó sẽ bằng bằng gì, str chấm supplies ở vị trí số z. Yeah, ở vị trí số gì, delete một phần tử, còn lại không thêm cái gì vào. Này gì, đúng chưa? Thì bây giờ là tại thời điểm nó chạy cái này thì là cái array, cái string lần sau sẽ bị giảm đi một phần tử, đúng không? Đúng chưa? Thì là cứ chạy hết một vòng for trong này, một vòng for trong này, vòng for con này này, thì là cái string của chúng ta sẽ loại bỏ tất cả các phần tử. Ví dụ tôi chạy vòng đầu tiên là u đúng không,
có thêm chữ U ở đây. Thì là vòng for, chạy hết vòng for này thì là cái string của chúng ta sẽ loại bỏ tất cả các cái ký tự U ở trong cái vòng, ở trong cái string này đi. Đúng không? Lần sau sẽ không còn bị trùng lặp, không còn quét lại cái U nữa. Thế là xong gì? Sau đó tôi tiến hành result.push cái object vào. Xong. Và cuối cùng tôi tiến hành là console.log ra cái result. Hết phim. Chúng ta test nhá. Tôi đặt hai cái debug, debugger. Ở trong này tôi cũng đặt trước khi vào vòng for này. Debugger cái nữa. Và ở đây tôi đặt debugger cái nữa. Ba cái debugger. Chúng ta xem nhá. Đây đúng không? Bật F12 lên. Sược này. Check. Vòng đầu tiên str nó bằng cái chuỗi kia đúng không? Vẫn bằng nhau nhá. Yeah, chạy tiếp này. F10 này. Vào vòng G này. Có giống không? U str ở vị trí thứ G. Bằng rồi thì nó mới chạy vào đúng không? Thì bây giờ cao cộng cộng này, chúng ta sẽ có bây giờ cao bằng 1 đúng không? Tiếp theo splice string. Ôi giời. Cái này hình như tôi viết sai sao? Splice. Đúng nhỉ? JavaScript splice. Hình như splice ở đây nó là array. Chỉ làm array thôi sao? JavaScript string. Đây nhá, JavaScript remove character at index. Chẳng nhẽ lại phải chuyển sang array để coi là xem. Không có substring, chỉ có substring thôi. Chúng ta lấy thử substring nhé. Java JavaScript này, string method này, substring start end. À được rồi. Chúng ta sẽ có cái sử dụng cái substring. Substring start bằng là z. Này bằng z thôi. Bỏ qua cái đoạn này đi. Chạy lại. Check này. Bỏ qua lần đầu tiên này. Bây giờ đến F10, F11 nữa này. Bây giờ string của chúng ta đã mất cái chữ. Oh shit. Chờ tôi nhé. Ctrl substring. Substring nó cắt luôn. 1 này. F10. Bây giờ str của chúng ta còn cái chữ U cuối cùng đúng không? Các bạn nhìn thấy cái ký tự U cuối cùng đúng không? F10 một cái này. Ồ. Không có à? Chờ tí, tôi sai rồi. Từ 0 cho đến Z. Đây bay mất chữ U rồi đúng không? Dạ. Yeah. Vòng đầu tiên bay mất chữ U này, đếm được có mấy? Cao bây giờ bằng 1 này. Object này. Cao bằng 1 rồi đúng không? Chạy tiếp vòng 2 này. Nó chưa chạy vào tôi. Debug đến bao giờ nó chạy vào này. Bây giờ cao. Object cao vẫn bằng 1 này.
Bây giờ cao sẽ cộng cộng lên thì cao bằng mấy? Bằng 2 này. Nhưng mà thế này không được. Không được, không được, không được. Thế này nó sẽ cắt hết luôn. Cắt hết luôn cái vị trí đấy đi. Thì không được. Ok, tôi có cách khác. STR bằng cái STR.split. Cái ký tự là dấu khoảng, dấu như này. Nó sẽ thành array. Đến bây giờ thì tôi hoàn toàn có thể là sử dụng cái supply. Supply không. Supply của Z. Một đi. Rồi test lại phát nữa xem được không. Một lần. Hai lần. Bây giờ str của chúng ta sẽ mẹ lại nhầm. Surprise này đi. Một lần này. Hai lần này. String bây giờ không có u nữa đúng không? Còn một u đúng không? Chạy một vòng nữa. Rồi bây giờ string mất hết u rồi đúng không? Tiếp theo tôi bỏ qua này, chạy debug xuống dưới này. Là bây giờ object của tôi sẽ có cái gì? U xuất hiện hai lần, các bạn đếm xem có đúng là hai lần u không? Một lần này, hai lần u này, đúng không? Tiếp theo chạy tiếp. Chạy tiếp. Vào result của chúng ta bây giờ có object đầu tiên là chữ u xuất hiện hai lần này. Chúng ta bỏ qua chữ y xuất hiện chắc là một lần. Chúng ta sẽ có. Rồi bây giờ result. Số 1 là chữ O. Chữ này không có. Chữ undefined. Cao U. Sao lại là undefined? Chờ tí. Tôi check lại cái logic ạ. Xem sai đâu. STR len trừ 1. Object split này, result vòng rỗng này, đầu tiên là cái vòng này vào thì tạo một object mới có name bằng str ở vị trí thứ y, ở vị trí thứ y cao sẽ bằng 0, chẳng thấy có vấn đề gì. Tại sao lại lỗi nhỉ? Chờ chút nhá, để tôi debug nốt đã, xem nó có vấn đề gì. Check này. À không được. Như thế này là sẽ lần sau nó chạy thì là cái str nó đã bị đổi rồi. Đổi rồi. Chúng ta sẽ làm như thế này. Bỏ qua đi. Nếu mà if chờ tí nhá. JavaScript check element exists in array. Chúng ta có index of. Đây, chúng ta có result này chấm index of của cái str ở vị trí thứ y. Khác với trừ 1 thì mới chạy cái này.
khác với trừ 1 hoặc là result chấm len bằng 0 hoặc result chấm index of bằng string y trừ 1 thì mới chạy vào đây. Rồi tôi chạy thử nhá. Sao này? Object mỗi thằng 2. Không đúng. Vì sao ở đây push vào. Ok, chờ tí nhá. Vì sao push str ở vị trí thứ y này. Có một cái biến và cao không này. Cao array này. Chờ tôi tí nhá, đang nghĩ nốt. Đầu tiên là split ra ra ngoài này, sau đó result kiểm tra index of string ở vị trí thứ y khác trừ 1 thì push cái string y vào. Rồi nhá. String len 17 này. À, bằng trừ 1. Đây là phải bằng trừ 1. Sai điều kiện. Rồi, đây là xong rồi. Chúng ta có chữ U xuất hiện 2 lần này. Nào, tập trung vào đây. Xong rồi đây. Chúng ta có chữ U xuất hiện 2 lần này. Chữ Y xuất hiện 1 lần này. Chữ O xuất hiện 1 lần này. Chữ P xuất hiện 1 lần này. Chữ D xuất hiện 2 lần xem có đúng không? 1D này. 2D này. Đúng chưa? Chữ C xuất hiện 2 lần. Được chưa? Đấy là đáp án. Thì tôi sẽ giải thích cái logic này. Đây tương ứng với 13 tôi làm như này, đây tôi sẽ giải thích nhá. Như này. Đầu tiên tôi sẽ tiến hành là split cái string ra thành một cái array, cái biến str của chúng ta bây giờ là array rồi đúng không? Split mà. Sau đó chúng ta có cái biến result và biến count array
cái result, tức là tôi dùng cái thằng này để tôi chứa. Thế là tôi dùng cái thằng này để tôi sẽ tiến hành chứa cái ký tự sẽ được set vào. Được chưa? Cái count array này là tôi chứa cái số lần xuất hiện, tức là số lần số cái ký tự số bao nhiêu ở bên này sẽ xuất hiện bằng đấy lần tương ứng với index, thì cái kết quả sẽ ra ở đây. U là đầu tiên, U là mang index là 0 đúng không? Thì tương ứng bên này cái count array sẽ ở vị trí số 0 là 2, tương đương với việc là U xuất hiện 2 lần. Y ở vị trí số 1 thì tôi kiểm tra cái thứ tự số 1 ở bên cái count array thì là 1, thì là Y xuất hiện 1 lần. Được chưa? Số lượng phần tử ở trong cái result và cái count array chắc chắn bằng nhau. Được chưa? Xong. Sau đó đầu tiên thực hiện một vòng lặp for lùi. For lùi thực ra cái này là for lùi hay for tiến tùy các bạn thôi. Chúng ta không xóa phần tử đi. Tôi kiểm tra trong là trong cái result thì tôi kiểm tra cái này. Phần tử đầu tiên, cái phần tử thứ y ở trong cái string nếu tồn tại ở trong cái result rồi. Yeah. Nếu tồn tại ở trong cái result rồi thì tôi không check nữa. Nếu nó chưa tồn tại, tức là cái index of này nó bằng giá trị là -1 thì tôi sẽ chạy vào trong. Thì là ở đây tôi ngay lập tức tôi có cái result.push cái string stry vào, tức là s phần tử vào cuối của mạng. Được chưa? Xong. Sau đó tôi có một cái biến cao. Biến cao chỉ có tác dụng ở trong cái if này thôi. Tôi có một cái biến cao bằng 0. Tiếp tục tôi chạy tiếp một vòng lặp kéo dài từ cuối lên đầu của cái string nguyên bản kia, của cái array là string str này. Tôi kiểm tra if str ở vị trí thứ y bằng str ở vị trí thứ z. Vòng lặp sau là vòng lặp z nhá. Được chưa? Y thì nó chạy hết một lần này nó không thay đổi. Nhưng mà z thì nó sẽ là chạy từng phần tử một ở trong vòng lặp. Thì là nếu mà cái str ở vị trí thứ y bằng str ở vị trí thứ z thì tôi cộng 1 lên ở cao. Kết thúc vòng lặp này, tôi sẽ tiến hành nhét cái số lượng đã đếm được vào trong cái count array là cái này. Xong chưa? Bây giờ là tôi sẽ có cái gì? Tôi sẽ có hai cái mảng có số lượng phần tử bằng nhau và số thứ tự, số index của hai thằng tương ứng của cái result thì sẽ bằng cái ký tự, còn cái count array thì sẽ bằng số lần xuất hiện. Xong chưa? Đấy là kết thúc cái bài 25. Có mỗi thế này thôi. Hai vòng lặp là xong. Được chưa? Chạy hai vòng lặp lồng nhau. Đấy là ở trong JavaScript nó không hỗ trợ chúng ta cái việc là replace toàn bộ cái số ký tự ở trong một chuỗi, chứ không nếu mà hỗ trợ cái việc đấy chúng ta làm cực kỳ nhanh. Được chưa nhỉ? Hả? Cái gì? Là mảng hai chiều ấy hả? Rồi, để hiển thị cho nó dễ hơn ấy. Nếu mà các bạn thích hiển thị dễ hơn ấy, chúng ta sẽ có một cái var rs như này được này. Var rs sẽ bằng một cái mảng rỗng. Trong này thì tôi vừa push cái này vào, tôi sẽ có một cái là rs, nó sẽ bằng, thực ra tôi chẳng cần cái count array này nữa. Tôi chỉ cần cái rs kia thôi, cái rs nó sẽ bằng rs.push. Cái object là name nó sẽ bằng với cái str ở vị trí thứ y và phần tử cao nó sẽ bằng cái biến cao. Kết thúc thế xong tôi chỉ va đâm cái rs ra là xong. Chúng ta thì check lại. Đây, object của chúng ta. Chữ u xuất hiện 2 lần. Chữ y xuất hiện 1 lần. Được chưa? Tôi test một cái gì nó nhỏ nhỏ hơn nhá. A B C A B C A B C D E. Check một cái. Check một cái. Chúng ta có 5 cái. E xuất hiện 1 lần. D xuất hiện 1 lần. C xuất hiện 3 lần. B xuất hiện 3 lần. A xuất hiện 1 lần. A xuất hiện 3 lần. Đủ chưa? Đấy là cách làm của chúng ta. Thì các bạn phải làm đi thì mới luyện được về cái khả năng tư duy và logic.
thì nó sẽ rất tốt cho các bạn sau này. Rồi xong, kiểm tra thêm bài nữa, ngửa tay. Cái này có dễ không? Đọc đề đi. Viết chương trình tìm kiếm xem ký tự nào xuất hiện nhiều nhất trong chuỗi. Giống bài kia, giống hệt luôn. Đó, ok, chúng ta sang bài hôm nay. À, bài hôm nay thì chúng ta sẽ học về sử dụng thư viện rất nổi tiếng ở trong JavaScript. Đó, chúng ta sử dụng thư viện jQuery.com. Vào jQuery.com. Nghe đến bao giờ chưa? Nghe jQuery bao giờ chưa? jQuery là gì? Nghe rồi nhưng mà không biết nó là cái gì. Ôi dồi ôi. Vừa mới nghe tôi nhắc đúng không? Thư viện JavaScript ấy, nếu mà nói về JavaScript ấy, thì JavaScript là cái ngôn ngữ mà có lượng thư viện nhiều nhất thế giới. Thật luôn, thề các bạn, JavaScript nó nhiều thư viện một cách kinh khủng luôn, không thể kiểm soát được. Nó nhiều cực kỳ, mà đến mức mà cái bọn Node.js nghe bao giờ không? Node.js khi các bạn cài vào, nó cài sẵn luôn cho các bạn cái NPM là Node Package Management. Quản lý toàn bộ tất cả các thư viện về JavaScript ở trên cái NPM đấy. Các bạn gõ thi thoảng, nếu mà tôi lên NPM, tôi gõ NPM cái install. Gõ linh tinh ra nó có thư viện tên như vậy luôn ấy. Thật luôn, JavaScript thư viện cực kỳ nhiều. Chỉ chúng ta phải biết đường mà lọc ra một vài cái chúng ta hay dùng. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái jQuery. Thì jQuery á, nó là viết tắt của từ gì? J là JavaScript rồi. Query đúng không? Thế chữ query ý nghĩa là gì? Google Translate ra dịch cho tôi query. Từ query ý nghĩa gì? Là gì? Truy vấn đúng không? Đúng không? Truy vấn này có điều kiện gì truy vấn? Và tại sao phải cần truy vấn? Thì thực ra cái tên jQuery không phải tự nhiên người ta đặt linh tinh như này đâu. Mà jQuery cái mục đích ban đầu người ta khi mà tạo ra cái thằng này, mục đích tối thượng nhất là xác định thẻ HTML. HTML một cách nhanh nhất. Truy vấn mà. Đấy là mục đích đầu tiên. Nó sẽ dựa vào người ta khi mà làm này, người ta nghĩ ra một cái ý tưởng đó là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng JavaScript để xác định một thẻ hoặc một số lượng thẻ nào đấy, một mảng, là một mảng thẻ nào đấy bằng cách sử dụng cái selector. Nó giống với, nó tương đồng với cái bọn CSS. Bọn CSS nó xác định các cái thẻ trên trang HTML như nào, jQuery để nó xác định các thẻ giống y hệt luôn, không khác gì nào. Thì cái đây là khái niệm đầu tiên khi mà người ta làm cái jQuery. Được chưa? Cái thứ hai jQuery khi mà tạo ra đó là nó tối ưu hóa các câu lệnh JavaScript cơ bản, JavaScript thuần, JS thuần trở thành ngắn hơn và có khả năng tương tác mạnh hơn, ví dụ nó sinh ra chúng ta hàm mà chúng ta có for bình thường đúng không? Thằng JavaScript nó có hàm each chạy từng phần tử một cực kỳ ngắn, rồi for each các thứ các kiểu đấy. Rồi chúng ta còn nhớ cái hàm mà hôm trước tôi viết là s evaluationer, viết mỗi chữ s evaluationer nó lại dài quá rồi ít người nhớ đúng không? Với jQuery nó chỉ có như thế này, đồ là selector on, vừa muốn on sự kiện là click đúng không, viết vào đây chữ click, viết function ở trong này xong.
5 tỷ đấy. Cái thứ ba, cái thứ ba jQuery. Với jQuery nó cung cấp cho chúng ta những cái bộ API thực ra nó là một tập hợp các cái hàm có sẵn, thấy chưa? API là một tập hợp các hàm có sẵn và nó giúp chúng ta thực hiện cực kỳ nhiều thứ. Ví dụ như hiệu ứng, đây là API hiệu ứng này, chức năng này, hay những trigger cực kỳ nhiều, nhanh cực kỳ luôn. Đây thứ tư, thứ tư trigger là cái gì? Giống như cái việc các bạn có thể là ví dụ như này, giống như tôi hoàn toàn là có thể là khi hover chuột vào đây, tôi mới chỉ hover chuột vào đây thôi nhé, tôi kích luôn cái nút button này, thực hiện chủ động tương tác bằng JavaScript cực kỳ dễ. Các bạn có thể thực hiện một hành động nhiều, có nghĩa là các bạn có một sự kiện với JavaScript nhưng mà các bạn thực hiện nhiều hành động ở trên cái trang HTML, đấy gọi là trigger. Cái thứ tư, jQuery nó là cơ sở cho nhiều các cái thư viện khác. Điển hình như Bootstrap, Bootbox, Swift Alert cực kỳ nhiều. Rồi tiếp theo Pickle, tất cả các thứ trên này. Thấy chưa? Cái thứ năm, à thôi cái thứ năm cái này không phải điểm mạnh. Đây là bốn cái điểm mạnh của và cái sứ mệnh của JavaScript nó ra jQuery nó ra đời. Nhưng mà jQuery á, tôi thì tôi không phải là cái thiên binh hay là như thế nào hay là trù rộng như thế nào cả. Tôi chỉ nói cái xu hướng thực tế ở trên ở trong cái ngành công nghiệp của chúng ta thôi. Đó là nếu mà lập trình viên ấy, thì nếu mà đặc biệt là làm việc web thì bắt buộc phải biết jQuery. Bắt buộc phải biết jQuery. Nhưng mà tôi dự đoán là khoảng tầm khoảng 3 đến 5 năm nữa là jQuery sẽ bị loại bỏ hoàn toàn của ngành. Trừ những website nó đã cổ. Bởi vì sao? Bởi vì đến bây giờ ấy, cái công nghệ người ta thay đổi cho nên là càng ngày người ta càng muốn tối ưu cái việc code. Càng ngày càng muốn tối ưu cái việc code cũng như là tối ưu về cái hiệu năng của hệ thống. Mà jQuery, cái thằng của nó jQuery này, nó là cơ bản của quá nhiều thứ rồi. Cho nên là khi người ta dùng jQuery, người ta sẽ sử dụng thêm một mớ, một lô, một lớp các thư viện khác, cho nên là nó sẽ kéo theo cái hệ thống mà phải tải rất là nặng. jQuery thực ra rất là nhẹ, nó chỉ rơi vào tầm khoảng mấy chục kilobit, mấy trăm kilobit. Để tôi tải về cái xem là nó nặng bao nhiêu. Nó nhẹ lắm. Đây, compress. Đây là cái đã minify rồi. Đấy. Nó nhẹ lắm. 87 kilobit. Nhưng mà các thư viện khác ấy, mà kể cả thằng này có bung ra, đây là minify, loại bỏ toàn bộ trắng ở trong jQuery nhé. Nhưng mà nếu mà nó bung ra thì nó rơi vào tầm khoảng gần gấp đôi, là khoảng 100 bao nhiêu kilobit ấy. Nhưng mà nó kéo theo các thư viện khác, cho nên là cái số lượng tài nguyên phải tải về từ server về máy của mình ấy, thì nó sẽ khá là nặng so với cái chậm của trang web. Và ngoài ra nếu các bạn code jQuery ấy, thì cái số lượng code các bạn review dùng lại được nó không nhiều, nó không nhiều. Cho nên là người ta mới nghĩ ra các cái front-end framework như bây giờ, ví dụ như kiểu là React, Angular, Vue.js, Backbone, Node.js, D3. Thì những cái thư viện đấy và những cái công nghệ, cái framework đấy nó sẽ làm cái trải nghiệm của người dùng nó tăng lên rất là nhiều. Sức mạnh nó lớn hơn, cái tốc độ nó cao hơn và nó sẽ giúp tóm lại cái việc lập trình, thứ nhất là nó nhẹ nhàng hơn. Các bạn code một project sau đó các bạn hoàn toàn có thể tê những cái gì các bạn đã từng viết chắc vá sang những project sau. Đấy là một. Cái thứ hai là cái trải nghiệm người dùng nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều với cái công nghệ như là ví dụ trong Angular.js nó có cái công nghệ về two-way binding, là các bạn ví dụ các bạn tương tác ở ngoài input như này nhá, ở ngoài cái thẻ input như này. Ví dụ các bạn muốn lưu lại cái giá trị của cái thẻ input này, mỗi khi người ta thay đổi thì chúng ta phải có cái sự kiện on chain
on chain là gọi đến một cái hàm ở đấy đúng không? Gọi một cái hàm ở đấy trong này. Và trong này các bạn phải viết ra một cái function. Ở đây bước xuống, xong các bạn viết code là var x sẽ luôn luôn bằng cái input này chấm value. Như này đúng không? Nhưng mà này vẫn giải. Có 3 dòng nhưng mà vẫn giải. Với anh như là các bạn chẳng biết cái này luôn. Tự động chỉ các bạn chỉ cần viết một cái thẻ input. Input có một cái ng model. Nó bằng với một cái biến nào đấy nằm trong cái controller của các bạn là xong biến của biến x. Như này ngoài chẳng có tìm một lời luôn. Chẳng biết gì thế. Thế xong. Cũng vậy. Và sức mạnh của nó hơn rất là nhiều. Thì chúng ta học thì cũng biết và cố gắng giỏi nhé. Học cái gì cũng phải cố gắng giỏi một chút và sử dụng nó mềm dẻo thì chúng ta sẽ làm nó tốt. Nhưng mà tất nhiên tương lai thì các bạn sẽ phải học những thứ khác để phù hợp và có cái chỗ đứng hơn ở trong cái ngành này của mình. Thì các bạn nên tìm hiểu, kiếm những khóa học online về Angular CS 2 và 4 React CS thì React thường thường đi với React Vue.js là những cái hiện tại nó đang là xu hướng của thế giới. Thì có thời gian để nghiên cứu nó sẽ là rất là tốt cho các bạn. Vậy thôi. Được chưa? Còn quay trở lại thì chúng ta cũng vẫn sẽ học về jQuery. Tải về chưa? Đấy, bấm vào download này. Bấm vào download, có cái chữ download to vật ở đây này. Bấm vào chưa? Xong kéo đây, chọn cái download compress production jQuery 3.2.1. Xem nó có tải về cái file jQuery 3.2.1 không? Được chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ đổi tên cho tôi. Đổi tên cái file ấy, thành jQuery.min.js. Sau đó copy paste vào trong cái bài của chúng ta ngày hôm nay. Public này, JS này, paste xuống. Đấy, paste xuống đây. Được chưa? Xong chưa? Mỗi cái việc này không làm được thôi. Tiếp theo. Ôi. Xong chưa nhỉ? Tiếp theo tôi vẫn giữ cái màn hình này nhá. Tôi bỏ cái value nó đi. Tôi cũng bỏ cái function này đi. Bây giờ chúng ta tiến hành như sau. Có một cái đoạn script. Có cái src bằng public sược js sược jQuery.min.js. Tức là import cái file jQuery của chúng ta vào đây. Sau đó chúng ta xài thôi. Được chưa? Tiếp tục để xài jQuery ấy thì thường thường người ta hay có cái trò này. Đó là đô la. Cái jQuery ấy, cái để xác định các cái DOM, các cái đối tượng ở trên màn hình ấy thì người ta có cái dấu là dấu đô la. Được chưa? Đô la ở đây chúng ta xác định là toàn bộ cái trang của mình thì là document.
dollar document.ready. Ready là cả cái trang sau khi đã được load xong hết rồi thì mới bắt đầu chạy cái function nằm trong này. $document.ready function. Nó có vài cách viết nhưng mà tôi thích viết cách này. Nên tôi dạy các bạn cách này, các bạn có thể tìm hiểu thêm những cách khác. Nếu viết thẳng cái chữ jQuery vào đấy cũng được. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành là code thôi. Ví dụ tôi muốn xác định cái thẻ button này. Mỗi khi nó được click, mỗi khi nó được click thì tôi sẽ chạy cái từ là hello world ra ngoài. Thì tôi sẽ có như sau. Đô la, trong này là một cái string. Trong CSS để style cho toàn bộ các button ở trong website của mình thì mình dùng cái gì? Style cho toàn bộ tất cả các cái button. Thì selector mình viết là gì? Button thôi đúng không? Ở đấy cũng thế. Chấm on. Chấm on. Click. On click. Phải một cái callback function. Ở đây tôi thực hiện là console.log ra hello hello world hello jQuery. Được chưa? Câu lệnh này dịch sang tiếng người. Câu lệnh này dịch sang tiếng người là tất cả các cái button ở trên màn hình mỗi khi được click vào thì sẽ chạy câu lệnh là console log hello jQuery. Xong. Bây giờ chúng ta chạy. À, xếp xuống đã. Xếp xuống và chạy thôi. Bật M12 lên. Kích. Được chưa? Mỗi một cái button các bạn hoàn toàn có thể tạo ra khoảng chục cái button. Check 1, check 2, check 3, check 4. Tạo ra chục cái button. Mỗi lần các bạn kích vào bất kỳ một cái nào nó đều chạy. Nó khác với document get element by tag name đúng không? By tag name thì chúng ta set cái sự kiện cho từng thẻ một thì chúng ta phải thực hiện một vòng for. Sau đó thì mới là set cái sự kiện add event listener cho từng thằng một. Nhưng mà với jQuery của chúng ta thì không cần cái việc đấy. Chúng ta có thể là set sự kiện cho bất kỳ loại selector nào cực kỳ dễ dàng. Được chưa? Và cái này, cả cái đô la này. Người ta gọi đây là selector trong jQuery. Yeah. Nhớ cho tôi cái đoạn string này nhá. Nhớ tôi cái đoạn string này. ID để xác định một cái ID, ví dụ như kiểu là target ID này đúng không? Ví dụ bây giờ tôi muốn set và thay cho cái việc là set console log, tôi set cái giá trị cho cái có cho cái input có ID là target này thì tôi sẽ là $ gì? ID là dấu gì? Thăng target chấm van bằng hello world và hello jQuery. Xong. Mỗi thế thôi đấy. Xong chưa?
Đẩy cố lên nhá. Nó đang đẩy cốt lên rồi, đấy cốt của các bạn đây. Xong chưa? Test đi. Refresh, check 1. Viết linh tinh vào đây. Check 2. Tất cả đều chạy hết. Dễ không? Tí nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn những cái van, những cái on này là như thế nào. Tất nhiên nó đều có API đọc được, có tài liệu hết. Đây là selector trong jQuery. Và cái selector nó làm nên tên tuổi của jQuery. Nó ngắn hơn rất là nhiều, rất là tiện. Được chưa? Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về phần tài liệu cần đọc ở trong jQuery nó sẽ như thế nào. Thì vào thẳng trang jQuery này, kéo lên trên đây nó có API document. API document, bấm bấm vào. Chúng ta sẽ có rất là nhiều. Nhưng mà hầu hết các bạn sẽ dùng những cái hàm ở đây. Có rất là nhiều hàm. Đó, một rổ. Tôi kéo mãi chưa hết này. Thế rồi. Cực kỳ nhiều. Thì chúng ta ở trong cái mớ này chúng ta chỉ cần chú ý độ khoảng chục hàm thôi. Cũng không cần quá nhiều đâu. Thì ví dụ chúng ta có cái hàm đầu tiên cần phải lưu ý để set cái sự kiện ấy, set sự kiện cho các selector của chúng ta. Ví dụ chúng ta có cái, ví dụ tôi xóa hết cái button này đi nhá, xóa hết button này đi, tôi có một cái thẻ H2 này. Ở trong này tôi sẽ thay cái sự kiện này bằng cái sự kiện là đô la này, target chấm on key down phẩy function, on key down phẩy function, thì chúng ta sẽ có là đô la, ví dụ thằng target và là value này sẽ bằng đô la thằng target chấm van. Và chúng ta sẽ có đô la string là h2 chấm text bằng value như này. Đây là tác dụng của hàm on này. Hàm on này có sẽ có hai tham số. Tham số đầu tiên là sự kiện sẽ xảy ra với cái selector. Được chưa? Này tương đương với cái việc là mỗi khi tôi gõ phím xuống cái input kia thì sẽ xảy ra cái sự kiện ở phía sau này. Code ở phía sau này sẽ được gọi. Cái này gọi là callback. Logic sẽ chạy sau một sự kiện thì gọi là callback. Được chưa? Thì callback ở đây sẽ có tác là những cái logic là gì? Đầu tiên có một cái tạo ra một cái biến value bằng cái những cái text được viết ở trong cái hàm, ở trong cái input target. Sau đó tôi tiến hành là set lại cái chữ được hiển thị ở trong cái thẻ H2 là bằng cái giá trị được hiển thị ở ngoài cái thẻ input. Yeah. Thì đấy là cái tác dụng của hàm on. Nó tương đương với cái việc các bạn viết cái chữ on key down ở trong cái thẻ input này và gọi đến một hàm nào đấy. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đây là cái kết quả của chúng ta. Đây là Thiện TH. Được chưa? Đây là Nguyễn Danh Nguyên. Được chưa nhỉ? Nó bắt ngay lập tức luôn. Đó là cái tác dụng của cái hàm on. Thì ở trong HTML nó có bao nhiêu sự kiện? Chúng ta còn nhớ những cái on hôm trước chúng ta học không? Có bao nhiêu cái on ở trong đấy thì chúng ta có thể là loại bỏ từ on và viết thẳng vào trong này. Được chưa? Mỗi thế thôi. Đấy là cái tác dụng đầu tiên của hàm on, là hàm set sự kiện cho selector. Nếu mà cần nốt thì nốt lại đi. Được chưa?
Chúng ta ở đây còn hai hàm nữa các bạn chưa biết, đó là hàm van, đúng không? Hàm van này nó sẽ là giúp chúng ta lấy cái value của một selector ra ngoài. Thường thường những cái selector có dạng như kiểu là input này, take area này, select này thì nó mới có van. Còn những cái thành phần khác không có đâu. Bây giờ những cái thằng nào có value ấy thì take area mới có value, đúng không? Select box có value. Input tôi bất biết là input loại gì, input chắc chắn sẽ có value, đúng không? Thì những cái thằng đấy nó sẽ có thể dùng được cái hàm van. Hàm van khi không có tham số, khi không có giá trị truyền vào ấy, thì là nó sẽ lấy ra cái giá trị hiện tại của những cái đối tượng đó. Được chưa? Còn nếu mà hàm van mà các bạn truyền giá trị vào, tương đương với việc là các bạn set lại cái thuộc tính value của cái selector. Xong chưa? Có mỗi thế thôi. Đấy là tác dụng của hàm van. Nó sẽ thường thường có hai tác dụng khi mà không có giá trị truyền vào và có giá trị truyền vào. Không có giá trị thì là set, không có giá trị thì là lấy giá trị của cái đối tượng đấy ra. Còn nếu mà không có giá trị, nếu mà có giá trị thì là set lại giá trị cho cái đối tượng đấy. Thế là xong. Chưa, có bạn nào cần hỏi gì không? Tiếp theo nhé, hàm thứ ba chúng ta học ở đây đó là hàm chấm tích. Hàm này tác dụng giống hàm van, nhưng mà nó áp dụng cho những cái thành phần, ví dụ như thẻ P này, thẻ B này, thẻ H này, rồi các cái loại thẻ hiển thị chữ, hiển thị nghĩa khác. Ví dụ chấm text không thì nó sẽ lấy ra cái text được viết ở trong những cái thẻ H hoặc là thẻ P hoặc là thẻ B đấy. Còn nếu mà text mà có truyền vào tham số thì là set lại cái text ở trong cái đối tượng đấy thành cái value ở đây truyền vào. Được chưa? Nó có hai cái chủng. Nó tương đương với cái thằng là inner text ở trong JavaScript thuần. Mỗi thế thôi. Ở trong JavaScript thuần thì nó có thêm cái gì nhỉ? Ngoài inner text ra thì nó có thêm là inner HTML, đúng không? Thì ở trong jQuery chúng ta cũng có chấm HTML. Có chấm HTML luôn. Được chưa nhỉ? Đấy là cái già hàm thứ ba chúng ta học. Và hàm thứ tư luôn. Quay trở lại với cái thành phần này. Quay trở lại với cái thành phần là selector ở đây. Thì selector của chúng ta ấy, cái selector này nó giống y, các bạn nhớ nhé, nó giống y hệt như là cái selector của CSS thôi. Nó hoàn toàn có thể detect được, ví dụ như này. Tôi có một cái input type bằng radio. Tôi đích cần biết là nó có value là cái gì. Có thằng này có value là 1 này. Không có placeholder đúng không? Thằng này có là mail này. Đây là 2 này. Đây là 3 này. Đây là 4 này. Đây là female. Đây là gay. Đây là less. Ví dụ thế. Ví dụ trong cái mớ này, bây giờ tôi muốn dùng JavaScript để tôi biết được là thằng nào đang được kích vào đây thì tôi làm nào? Tôi quên mất là phải set chung name. Name bằng gender.
Đây. Tích một trong bốn thằng này, thằng còn lại sẽ không được kích đúng không? Thì bây giờ tôi muốn biết được là thằng nào là thằng được chọn ở trong này, ở trong bốn thằng này. Mỗi khi tôi bấm vào cái button, mỗi khi tôi bấm vào cái button là check gender. Bây giờ yêu cầu bài toán yêu cầu là mỗi khi bấm vào check cái button check gender này thì cần phải hiển thị cần phải hiển thị ở trong cái thẻ H2 này cái giá trị của những cái của cái thẻ input này được kích. Ví dụ như đây là tôi viết là male này, đây tôi viết là female này, tôi viết là gay này. Hả? Nhỉ. Viết nhầm, xin lỗi. Đây value. Bên này. Đây là female này. Đây là gay này. Đây là less. Mỗi khi tôi bấm vào đây thì cái thẻ H2 này của tôi phải trả ra được cái giá trị được kích ở trong cái một trong bốn cái thằng này. Thằng nào được check thì phải hiển thị ra thẻ H2 kia. Thì tôi phải làm như nào? Ở trong selector, ở trong CSS thì chúng ta có cái trạng thái là sử dụng cái dấu gì? Active này, hover này, dấu gì? Dấu hai chấm. Cái đấy nữa. Không khác gì, thử nhá. Tôi sẽ có cái selector là $ này, button.on click phải function. Phải function này. Thì chúng ta sẽ có là $ thẻ in thẻ input. Ở đây. Ở trong CSS thì chúng ta có dạng là attribute. Thì attribute chúng ta cũng có thể viết ở đây. Attribute của chúng ta là type. Thì chúng ta có thể viết thẳng ở đây là input có type bằng radio được check chấm van. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ có thẻ này. Duplicate bao giờ cái gì đây? Tôi làm gì trời? Múp xuống dưới. Chấm van bằng cái input type bằng radio checker chấm van của tôi ở kia. Thử cái nhá. Tôi check thằng gay. Tôi check thằng led này. Check thằng female này. Check thằng male này. Được chưa? Đấy là cái selector chúng ta lưu ý cách dùng. Cách dùng mà các bạn dùng tốt ấy. Chỉ riêng cái selector này đã giúp các bạn cực kỳ nhiều thứ rồi. Thấy chưa? Đó. Nếu mà các bạn sau này chắc chắn là sẽ phải thu thập thông tin của những cái dạng radio button như này là cái chắc chắn. Không thể chạy đâu rồi. Thấy chưa? Đấy, vậy thôi, đơn giản. Input này, thì đây là tên thẻ. Nếu mà nó là dạng ID thì thêm dấu thăng này. Nếu nó là dạng class thì thêm dấu chấm này. Nếu mà nó là attribute. Đây là attribute đúng không? Đây là attribute đúng không? Thì là nằm attribute sẽ nằm trong dấu ngoặc vuông. Nếu mà là trạng thái thì nằm sau dấu hai chấm. Đấy, thế thôi. Mỗi khi kích vào button check gender này, mỗi khi button được kích thì thẻ H2 sẽ được xét lại giá trị bằng cái thẻ input có type là radio được chọn lấy ra value của thằng đấy ném vào trong cái thẻ tích của thẻ H2. Thế là xong. Được chưa? Mà kể cả tôi có khoảng 4 thẻ H2 cũng vậy, lấy được hết. Hiển thị được hết. Led này. Female. Được chưa? Đấy là cái sức mạnh của jQuery. Chúng ta học qua mấy hàm rồi, 4 hàm rồi. Giờ đến thực hành nhá, cho các bạn thực hành thử nhá. Nhá.
Trước khi thực hành thì tôi search cái này phát đã. Search xem là có replace không. Replace. Có 7 hàm replace cơ mà. Zquery replace stream. Đây là JavaScript. Để coi nào. À, chúng ta có hàm replace này, nãy ngu thế không biết dùng. Rồi nha, chúng ta sẽ có sự kiện như sau. Bây giờ tôi sẽ vẽ lên bảng nhé. Các bạn tự làm giao diện. Tôi sẽ có một cái thẻ H2. Thẻ H2 ở phía dưới này. Ở trên này của tôi là có cái button, 4 cái button. Button có text. Có text ở phía trong á, ở phía trong cái button này này. Có text ở đây là con chó. Một cái button nữa là con bò. Cái text nữa là con lợn. Một cái text nữa là con voi. Bây giờ các bạn làm cái việc này cho tôi. Mỗi lần hover qua có bất kỳ button nào nhỉ? Hover qua bất kỳ button nào đấy thì cái text của cái button đấy sẽ được hiển thị vào trong cái thẻ này. Ví dụ hover di chuột qua cái thẻ con chó này thì cái chữ con chó được hiển thị trong cái cảnh hàng. Làm luôn. Thử ra. Đây khó là như thế thôi. Tôi chưa dạy các bạn cái gì. Thử nghĩ cách.
trước khi tôi truyền đạt cho bạn lý sử ý các bạn. Ai xong chưa? Quay xong chưa? Dùng cái gì? Có
Có thêm cái gì mới không? Không. Chưa phải cái tôi mong đợi. Không nhá. Châu vẫn chăm chú. Có vẻ khó. Cho thêm mấy phút nữa xem có giải quyết được. Chưa nhá, sẽ có thêm kiến thức mới. À, tôi test cái nhá. Rồi làm thì làm. Có trang b1.html xong. Rồi xong, làm gì làm đi. Button đúng không? Tôi viết sẵn chữ con rồi đây. Con người.
Rồi, làm nào. Đọc tôi nào. Dùng jQuery mà. jQuery. Ông đang dùng hover đây, đây à? Hover vào đây à? Hover. Hàm trên này hả? Không ạ. Hàm không bỏ cho on hover. Rồi. Đây thôi hả? Rồi, sao nữa? h2.text chấm gì? Dolazis chấm van xếp van nó không thích xếp van chấm tách này à thử cái nhá. Được chưa? Đúng. Chạy được là đúng. Chẳng có gì cả, chuyện bình thường. Được chưa? Chúng ta biết thêm hàm hover. Được chưa nhỉ? Hàm hover. Sự kiện hover sẽ xảy ra với button thì nó sẽ chạy một cái hành động, một cái function ở phía trong này. Và chúng ta có h2.text nó sẽ truyền thêm tham số là $.text. $.text là gì? Wow, chính là cái thẻ nó xảy ra sự kiện. Đây là một cách. Cách thứ hai vẫn sử dụng on, nhưng mà chúng ta chuyển sang on mouse over và chúng ta vẫn giữ nguyên như này, vẫn giữ nguyên y xì kết code ở phía trong, vẫn dùng $.text để xong. Bài 2 thì các bạn tự tìm hiểu, đó là mỗi khi hover vào cái chữ cái button đấy thì ngoài việc là cái thẻ H2 này nó chuyển thành con tương tự như này thì các bạn phải hiển thị thêm cho tôi cái IMG có SRC như nào cũng không biết. Miễn làm sao các bạn hiển thị cho tôi cái ảnh có hình con vật tương ứng. Làm nào làm. Dễ mà. Gợi ý sử dụng hàm ATTR. Sử dụng hàm ATTR của jQuery.
thêm một cái ảnh nữa. Thêm một cái ảnh được chưa, xong chưa? Lâu vậy, bao nhiêu lâu nữa là xong?
kiếm mấy cái. Đây là con người. Chó đâu nhỉ? Rồi, xong rồi, làm nha. Thì chúng ta sẽ có thêm ngoài cái H2 này ra thì chúng ta sẽ có thêm thẻ là thẻ IMG. IMG. Chúng ta sẽ có cái ATTR. ATTR là attribute. ATTR tên là SRC mang giá trị là bằng $ZIS. $ATTR. img.img.url. Xong. Và cái ảnh này chúng ta sẽ set width cho nó không lại to vật ra. Bằng 400. Rồi xong. Không phải. Đây. Con voi này. Con khỉ này, chó này, lợn này. Được chưa? Đấy là cái sử dụng cái thuộc tính ATTR ở trong jQuery. Thì ở đây, không phải cái ATTR là mục đích chính của chúng ta. Nhưng với cái ATTR này ấy, thì chúng ta lưu ý là ở đây chúng ta tự định nghĩa ra một cái thuộc tính đúng không? Tự xét giá trị trong thuộc tính đúng không? Và chúng ta sử dụng thuộc tính này một cách mềm dẻo. Dùng như thế nào dùng. Giá trị như thế nào, tên thuộc tính như thế nào là do chúng ta tự quy định ra. Cho nên sau này khi mà các bạn dùng cái jQuery với web ấy, các bạn có không gian sử dụng dữ liệu cực kỳ lớn. Gần như là vô hạn.
cho đến bao giờ các bạn chán không thèm dùng nữa thì thôi. Hiểu không? Các bạn có thể là tự vẽ ra các cái attribute ở trong thẻ và sử dụng nó giống như cái value hay giống như các cái thuộc tính khác, src hay là các cái thông tin liên quan. Được chưa nhỉ? Đấy là về cái hàm ATTR ở trong jQuery. Thì ở cái hàm ATTR chắc chắn nó sẽ phải có hai tham số. Thì nếu mà chỉ có một tham số không thì là lấy giá trị giống như cái này, thì là lấy giá trị của cái attribute đấy ra ngoài. Nếu mà có hai tham số thì tham số đầu tiên là cái tham số về thuộc tính, tham số thứ hai là cái giá trị mới của cái thuộc tính đó. Được chưa? Đấy là cách chúng ta làm. Được chưa? Tiếp theo chúng ta đến với vài cái hàm nữa. Ví dụ chúng ta sẽ có cái style. Thẻ style đây là bằng chấm class là active. Thì chúng ta sẽ có cái đối tượng đấy sẽ có cái border là bằng 5 pixel solid, màu là màu CCC, đúng không? Border radius là bằng 10 pixel đi. Có cái width nó sẽ bằng 600 pixel. Được chưa nhỉ? Bây giờ tôi muốn làm cái bài thứ tiếp theo của chúng ta, đó là mỗi khi tôi hover chuột vào trong cái ảnh thì cái ảnh nó sẽ được add thêm cái class active vào trong. Mỗi khi tôi thoát ra con chuột của tôi, thoát khỏi cái hover của cái ảnh ra ngoài thì nó sẽ trở về bình thường và mất cái class active đi. Thì giờ chúng ta làm nào? Rất dễ. Đó là thẻ img.on hoặc là hover đi. Tôi thì on. Tôi thích dùng thằng on đấy. On mouse over thì có một cái function. Đó là $this.add class. Add class active. Còn khi mà thằng img này, on mouse out thì nó sẽ có cái remove class active. Được chưa? Đấy là cách viết. Chúng ta có hai hàm là hàm add class và hàm remove class. Được chưa? Ngoài ra tôi thích thì tôi viết như này luôn. Toggle class. Được chưa? Tôi chỉ viết một dòng thôi. Cái hàm on ấy thì ngoài việc là chúng ta set sự kiện cho một bắt một sự kiện, set sự kiện cho một đối tượng ra, chúng ta hoàn toàn có thể set nhiều sự kiện cho một cái selector. Được chưa? Và các sự kiện này có thể là cách nhau bằng một dấu cách. Ở đây tôi có giới thiệu thêm cái hàm toggle class, là khi mà hàm này xảy ra thì trong cái đối tượng của chúng ta nếu mà có cái class này rồi thì nó sẽ bỏ đi, nếu mà chưa có thì nó thêm vào. Được chưa? Đấy là hàm toggle class, add class, remove class. Đấy, nãy giờ là khoảng 5, 6, 7 cái hàm mà chúng ta hay dùng rồi. Có một rổ các thứ khác nữa cơ, chưa hết. Nếu mà học về jQuery thì càng học các bạn sẽ càng thấy nó có nhiều thứ hay ho mà có thể áp dụng được. Rất là kinh khủng.
Tiếp nhá. Còn nhiều lắm, trong jQuery còn nhiều lắm. Thế giờ tạm thời sơ sơ như này. Tiếp theo này. Chúng ta có trò như sau. Yêu cầu là mỗi một lần hover chuột vào đây thì cái ảnh nó sẽ hiện ra, và hiện ra thì đúng rồi, thay đổi text thì đúng rồi. Nhưng mà sau khi hover xong thì cái button này sẽ bị biến mất, loại bỏ đi luôn. Làm nào? Chúng ta có hàm hả? Hidden nhá. Hidden không phải, hidden chỉ là ẩn đi thôi, biến mất luôn khỏi cái màn hình ấy. Đô la this chấm remove. Bày hết luôn. Sao lại hết nhỉ? Đây tôi ngu, tôi nghịch dí vào đây. Cho nên những cái thẻ sau nó tự nó ộp xuống, cho nên bay hết luôn. Được chưa? Đấy là cái hàm tiếp theo của chúng ta là hàm remove. Bây giờ đến phần thôi thì nốt lại đi, không lại bảo dậy nhanh, không học được cái gì. Có một rổ các hàm nữa tôi nói với các bạn rồi, nhiều lắm, cực kỳ nhiều. Được chưa? Còn ai bị lỗi không? Ới lên tôi sẽ giúp. Bây giờ nhé, tôi có một bài toán như sau. Bạn nghĩ cách giải quyết được tôi nhé. Cái bài toán này tôi vừa nhìn thấy. Một thằng vừa ngồi dưới checkmail.
Ở chúng ta có một cái bảng như này. Ở trên này có một cái checkbox. Đây là tiêu đề và ngày tháng. Thì chúng ta dẹp này đi, chỉ cần viết tiêu đề linh tinh đấy rồi. Thì ở dưới này mỗi cái email, các bạn nhìn thấy cái mỗi cái email nó sẽ có một cái tích ở đây đúng không? Này đúng không? Yeah. Thì ở trong Google các bạn ạ, khi bạn tích vào đây cái thì là tất cả những cái thẻ này, những tất cả những cái checkbox này sẽ được gì? Tích hết đúng không? Yeah. Ngoài ra khi mà các bạn ăn tích nó đi, nếu mà bọn này đang được tích nhá, đang được tích rồi, các bạn ăn tích nó đi thì tất cả mấy thằng này đều được ăn tích đi, đúng không? Nhưng trong trường hợp những cái thằng này có vài thằng đang được tích và các bạn tích tiếp thì những cái checkbox này sẽ được bỏ. Cái gì mà bỏ ạ? Điền thuyên. Nếu mà có một vài thằng đang được tích rồi thì bây giờ các bạn bấm vào trên này thì là nó sẽ được tích hết, đúng không? Nhưng mà đang trong trạng thái tích hết, các bạn bỏ trong những cái thằng này đi thì thằng này vẫn phải giữ. À quên nhầm, thằng này sẽ bị bỏ đi, đúng không? Thằng sẽ bị một, chỉ cần bỏ một trong mấy thằng này thôi thì là thằng này sẽ bị ăn tích đi, đúng không? Làm đi, chờ đợi cái gì nữa, thử ngẫm cứu làm thế nào. Đây là một bài toán cực kỳ thực tế mà tôi đã phải giải quyết nó rất là nhiều lần. Tự nghiên cứu, tự đọc cái chúng ta có thể là set check hoặc là uncheck cho một cái thẻ radio hoặc một thẻ checkbox. Đó là tôi gợi ý sử dụng hàm probe. Hàm probe. Ví dụ selector.probe. Tôi chỉ gợi ý đến thế thôi. Còn các bạn làm nào thì đấy là việc của các bạn. Lần sau mượn rồi cái. Tôi chưa được dùng máy tính, hay con laptop được sầu mà nên chạy chạy. Thì cái vòng nó không bị ghẻ đâu, phải sợ nó nhiều thế, ai biết không có vòng rồi. Đi cái gì? Pờ rô, tôi có bị ngọng đâu. Cái gì chữ? Nó chữ R bình thường như nào? Đây à? Cái nó vọng ra thì ít quá, đừng cái Y thôi. Càng viết càng xấu. Được chưa?
xấu cũng là một cái tốt. Hay là ngày xưa mình không chỉ học một ngành đi, thì là không biết tăng được cái này. Và lỗ. Đưa về bạn này đi. Không giải quyết được thì xét đi, và search đi. ZQuery. ZQuery set checkbox trigger. Cố gắng search nhiều vào, search bằng tiếng Anh ấy thì nó mới ra. Còn search tiếng Việt thì không thằng nào share đâu. ZQuery set checkbox trigger. Bài này khó đấy nhá. Bài này khó đấy, không dễ đâu. Chứ được cho 20.000 tiền lẻ còn 20.000 đùa chứ 20.000 tiền lẻ hơn quý với tôi đấy, cho anh cũng trả đạt tiền lẻ hơn tiền lẻ cho đến 8 giờ rưỡi có kịp không? 8 giờ 45 có kịp không? Mày đến mấy giờ mới kịp? Không. Chứ cái này mày động não đi chứ. Thử nghĩ cái logic trước đi đã. Xong rồi làm. Đừng cắm đầu cắm cổ mà làm. Bước 1 phải làm thế nào, bước 2 phải làm thế nào. Dễ cực. Cái việc tích một phát, nó tích hết tất cả cái chip box thì dễ nhá. Nó ăn tích một phát, ăn tích tất cả các cái chip box thì dễ rồi nhá. Đúng không? Bây giờ chỉ còn duy nhất một cây nữa, đó là một trong những cái thằng kia không được tích. Thì là chip box trên đầu ăn tích luôn. Thank you.
Tôi ngồi tôi vẽ cái giao diện cho ý chưa?
Chưa nhá, chồng vất vả quá. Đây, chúng ta sẽ có cái giao diện như này là table này. Ở trên phần th có các cái thẻ th là bao gồm là checkbox, có cái header là check là chu này, có header là phone này, được chưa? Có một cái title, ở dưới chúng ta có cái tr, t3d chúng ta có các cái tr, trong tr có một cái input checkbox, checkbox header bằng phone, td bằng lorem cái gì gì đấy. Các bạn gõ lorem tab một cái nó ra cái này. Nhá. Đây, bây giờ có cái check này. Đúng nhá. Xong. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên tôi set sự kiện cho cái selector là input time checkbox có header bằng true. Khi sự kiện nó on chain thì tôi sẽ kiểm tra nếu this, tức là cái input đấy, is checked, tức là nó trong trạng thái là được check, thì tôi sẽ console log là checked, còn không thì là uncheck. Được chưa? Refresh, check, uncheck, check, uncheck. Được chưa? Xong. Thế bây giờ là cái bài, quay lại bài toán của chúng ta là khi nó được tích thì sao? Khi được tích thì sao? Tất cả các thẻ input khác sẽ được check. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có đô la
là cái phía dưới này. Đó. Ờ, dự. Tất cả sẽ được probe. Probe này. Probe name là checked bằng true. Được chưa? Else thì tất cả sẽ có checked bằng false. That. Được chưa? Xong một cái. Xong chưa nhỉ? Rồi. Đến cái thứ hai. Nhưng mà chúng ta hãy lưu ý này. Đây là chúng ta dùng JS để check. Nhớ nhá, đây chúng ta dùng JS để check, nó sẽ không chạy cái này. Header bằng phone này, on chain này. Tôi cũng ăn check và ăn check đúng không? Check này, ăn check này, ăn check này. Nó không ảnh hưởng đến thằng trên này cả. Đúng không? Và thằng này, cái thằng này khi mà tích thì cái tất cả những thằng dưới nó không chạy đúng không? Đúng nhỉ? Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ xem ở đây khi trong trường hợp một thằng được, ví dụ chúng ta sẽ có cây như này. Đầu tiên nó check từng thằng này một. Từng thằng này một. Nếu tất cả đều được check thì sao? Thì thằng trên này phải được tích. Đúng không? Rồi, bây giờ làm nào? Nếu mà nó check vào, chúng ta sẽ kiểm tra if chúng ta sẽ có là và on checkbox on none header checkbox nó sẽ bằng cái đô la của cái input này. Dạ. Chấm len. Chúng ta tiến hành console chấm log ra xem độ dài của nó là bao nhiêu. Refresh. Đấy. Vẫn là 3 đúng không? Thì bây giờ chúng ta hãy kiểm tra xem là số lượng cái input này được check là bao nhiêu. Chúng ta sẽ có va nữa là on checkbox checked bằng, chúng ta thêm cái này vào đây là 2 chấm checked chấm len chấm phẩy. Chúng ta sẽ tiến hành console log vào cái thằng ở phía dưới. 1 2 3, được chưa? Đếm được số đúng không? Thì bây giờ sao? Sao? If cái on header checkbox bằng tuyệt đối với on header checkbox checked thì cái thằng ở phía trên này nó sẽ được chấm probe. Đây là checked bằng true. Test cái nhá. 1 2 3, xong chưa? Rồi xong. Xong cái bây giờ tiếp tục này, lại copy cái này, chắc là tôi phải move hai cái thằng này lên trên. Move hai thằng này lên trên, trong này chỉ có một if else thôi. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ có if, nếu mà uncheck thì sao? Uncheck thì đấy biết, cần biết là cái số lượng nó là bao nhiêu, thằng trên chắc chắn phải được tích là uncheck đúng không? Đây bằng false. Ăn tích này, tích này. Xong. Có gì đâu. Hết phim. Có mỗi mấy dòng. Hết rồi. Đúng không? Tôi nói rồi, chúng ta phải
vẽ ra bước 1 phải làm cái gì, bước 2 làm cái gì, chia ra các cây, làm dần nó sẽ nó các bạn sẽ làm được. Chứ còn không phải ai ở đây chúng ta ngồi cũng như tôi hành hạ với GS khoảng 4 năm nay rồi đâu. Tôi không cần phải nghĩ cái gì cả bởi vì tôi làm nó hàng chục lần rồi. Cho nên là thậm chí là tôi có vài ba cách làm. Đấy. Thì các bạn bây giờ còn ít kinh nghiệm thì phải vẽ nó ra, bước 1 làm cái gì, bước 2 làm cái gì. Chứ không phải ai cũng ngồi ngục ngục bật phát ra ngay, không siêu nhân như vậy. Được chưa? Đẩy cốt lên nhá. Tí nữa chúng ta đến phần cha con, còn nhiều thứ hay nữa. Đẩy lên rồi đấy, ngó đi. Xem có phần nào không hiểu thì hỏi. Trông yếu đuối vậy. Người ta gọi là sinh vật yếu đuối đấy. Tí nữa chúng ta tiến hành clone và remove những cái được tích vào. Sắp đứt dây rồi. Của trời. Làm đi, đừng nghịch linh tinh nữa. Ông tôi lại chạy xuống tôi ngó thì cái gì hay hay tôi lại bắt làm. Còn nhiều thứ hay ho. À, ý là có cái mới. Ý là chúng ta làm giỏ hàng. Dạ. Ai bảo không làm giỏ hàng được bằng JavaScript, làm bình thường. Cái probe check cut true phone này này chúng ta sẽ áp dụng được với input type bằng check box
và input time bằng radio. Nhớ, nhớ nha. Áp dụng được cho input time bằng checkbox và input time bằng radio button. Lưu ý. Còn ai có khó khăn gì không? Rồi, bây giờ sẽ đến bài toán giỏ hàng. Shopping cart. Tôi tương luôn cái bút cháp CS vào đây nhá. Tương luôn cái CS bút cháp vào đây. Đấy, có thế thôi. Để xong CS bút cháp rồi. Đồ ăn đồ uống gì kiếm chai Coca mà khó vậy. Để rồi.
Xấu thế. Đồ uống gì ấy nhỉ? Vodka cá sấu. Cảm xúc chỉ có thể tốt hơn. Chẳng thấy cái chai nào đẹp. Làm đây các bạn, làm ngó bài kia rồi thì để trời về xíu này. Làm sao nào? Được IMG width được 100% nhỉ? Thế. Này thì không được rồi. Được rồi đấy. Rồi. Do ảnh không bằng nhau. Thôi đành phải chịu thôi, biết sao rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có bài toán như sau. Bài toán là như này. Bây giờ mỗi một lần các bạn ép cái bấm vào một cái này thì ở dưới của chúng ta là sẽ có cái shopping cart, là một dạng bảng, một dạng bảng ở đây. Trong bảng đấy sẽ bao gồm ID sản phẩm này, tên sản phẩm này, hình ảnh sản phẩm này, số lượng này, đơn giá này, và đặc biệt là cái số lượng các bạn có thể thay đổi được. Thấy chưa? Khi số lượng các bạn là quên nhầm, các bạn sẽ có một cái không phải xét dần. Đây chúng ta sẽ làm như thế này. Đây nha, tôi vẽ ra trước nha, xong tôi sẽ làm giao diện, các bạn nghĩ logic đi. Chúng ta sẽ làm xem là như thế nào. Tôi về tôi làm giao diện rồi tôi gửi cho các bạn. Còn logic các bạn sẽ phải tự làm buổi sau này chưa. Đây là shopping cart. Ở đây sẽ có là ID sản phẩm này, đây là tên sản phẩm này, đây là số lượng này, số lượng này, đây là đơn giá này. Xong thì đây ví dụ cái chọn là thằng Coca-Cola. Wow. Tôi chọn là Coca-Cola, bấm vào cái Coca kia thì ở đây nó sẽ là ID là một. Tên sản phẩm là Coca Cola, số lượng à, còn cái ảnh nhỉ, y ảnh thì đây nó sẽ là một cái hình ảnh, đây là cái chai, như thế, đây là số lượng,
Thì ở đây các bạn sẽ có một cái input, nó là time number, mặc định là 1. Được chưa? Chúng ta sẽ có thêm một cái button bên cạnh đơn giá này, đây là để chống đi, để chống ô này, để chống đơn giá ngoài này. Chúng ta sẽ có một cái button là remove nữa. Hay là tôi để dấu trừ thôi, tôi để một cái button ở đây, tôi để cái dấu trừ ở đây. Và đơn giá nếu có một sản phẩm thì nó sẽ là bao nhiêu đô? 25 đô. Xong. Nếu mà các bạn bấm tăng cái này lên, bấm cái nút lên trên hoặc sửa đổi cái số này trở thành số lớn hơn, thì ngay lập tức cái số 25 này phải nhân lên. Ngay lập tức luôn cái số 25 này phải nhân lên. Được chưa? Sau đó nếu các bạn bấm dấu trừ này thì cái sản phẩm này sẽ biến mất khỏi bảng này, xóa luôn khỏi cái bảng luôn. Được chưa? Nếu các bạn tiếp tục bấm tiếp vào cái add to cart của sản phẩm số 1 thì cái số 1 này tự động được tăng lên thành 2. Được chưa? Số 1 này tự động tăng lên được thành 2. Nốt là quên nốt được cho tôi cái nốt cái đề bài này. Vẽ lại luôn cái đề bài này vào sách. Tôi sẽ gửi lại cái giao diện. Nốt đi yêu cầu của tôi, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian của hôm nay. Đây các bạn phải nghiên cứu làm luôn. Các bạn đó. Rồi. Yêu cầu 1 là khi bấm vào add to cart thì cái sản phẩm sẽ xuất hiện trong bảng. Nếu chưa có xuất hiện trong bảng, bấm bất kỳ một sản phẩm nào. Nếu mà sản phẩm chưa có trong cái shopping cart của chúng ta thì nó sẽ xuất hiện. Được chưa? Đây là 1. Cái thứ 2 là khi mà nếu mà sản phẩm đã xuất hiện rồi, tôi bấm một cái nữa vào cái button nghỉ kiểu thì cái số lượng ở đây nó được tăng lên 1. Nó hiển thị ngay bên dưới là sao sang mới. Không, hiển thị ngay bên dưới. Sang sang mới làm thế đấy. Được chưa? Xong rồi sau đấy chúng ta sẽ có là nếu mà tự động người dùng thay đổi cái số ở đây, tất nhiên sau này sẽ có cơ chế là không cho người ta sửa thành số 0 hoặc là số âm. Nếu các bạn sửa thành số âm tức là cửa hàng trả tiền khách hàng, nghe phải đưa coca vào cửa hàng. Ê, ta đi biết để số 0 hoặc số âm thì mấy chúng ta làm sao? Được chưa? Tiếp tục này. Nếu bấm một cái dấu trừ ở đây thì sản phẩm này bay khỏi cái giỏ hàng luôn. Thế nhỉ? Và ở dưới cuối này, ở dưới cuối chúng ta có tổng tiền bằng tổng tất cả giá ở bên này cộng vào. Ví dụ tôi mua mỗi loại một sản phẩm thì sẽ có là 25 cộng với 15 bằng 40, 40 cộng với 20 là 60, 60 cộng với 22 là 82 đô. Đấy, được chưa? Đấy là bài toán chúng ta phải làm giải quyết được cho cái bài toán vỏ hàng này. Thì cái này code được bằng jQuery và JavaScript, hoàn toàn code được bình thường, không có vấn đề. Được chưa? Ngày hôm nay thì chúng ta học khá nhiều kiến thức mới và thực hành cũng tương đối, nhưng mà các bạn chả làm được cái bài nào. À, làm được một bài. Hoặc làm được đúng một bài.
cái bài đầu tiên là cái bài dễ nhất của đất thì làm được. Thì hôm nay chúng ta học về jQuery, bắt đầu dùng jQuery, làm quen với jQuery và ứng dụng làm quen với jQuery Selector, cũng như là một vài cái hàm trong cái bộ API của jQuery, ví dụ như hàm on này, hàm hover này, hàm take, hàm van, đúng không? Hàm remove, hàm add class, remove class, toggle class, được chưa? Và các cái buổi sau chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn đó, được chưa nhỉ? Nhớ cách dùng jQuery, sau này nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn.